Vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 22 tháng 8 tại thôn Ca Tiên, xã Hưởng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đồn biên phòng Hưởng Lập chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan đã phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ hai đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm 46 kg ma túy đá được bọc trong bao ni lông nhiều màu sắc, 3 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn, trong đó đã có 1 viên đạn lên nòng. Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng Lào mở rộng điều tra, vào lúc 20 giờ cùng ngày, bắt giữ một đối tượng trong đường dây thu giữ một xe ô tô hiệu Fortuner màu bạc, biển kiểm soát Lào.